giờ là bản tin thời tiết trên kênh VTV5. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bão số 5 sang đến ngày mai sẽ là giai đoạn mạnh nhất. Sức gió vùng gần tâm bão ở mức là cấp 11, giật cấp 13. Còn sau đó khi mà tiến gần về khu vực bờ biển của Trung Bộ nước ta thì cường độ sẽ giảm dần do ảnh hưởng của địa hình và nguồn ẩm giảm. Như vậy thì trên biển sẽ là nơi chịu tác động bởi gió bão mạnh nhất. Khu vực phía Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, ngày mai sẽ có gió xoáy mạnh cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 sau tăng lên cấp 11, giật cấp 13. Độ cao sóng là từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Với khu vực vùng biển từ Quảng Trị trở xuống đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn và Cồn Cỏ, ngày mai sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau sẽ tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Độ cao sóng là từ 4 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Do có gió mùa Tây Nam nên huyện đảo Trường Sa hôm nay cũng sẽ liên tục có mưa dông, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa. Trên đất liền thì cảnh báo từ đêm nay khu vực từ Quảng Trị trở xuống đến Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến mưa rất to. Và từ đêm mai thì khu vực mưa sẽ lan lên đến tận cả Thanh Hóa, mưa sẽ kéo dài đến thứ ba của tuần sau. Trọng tâm mưa là khu vực từ Quảng Trị trở xuống đến Đà Nẵng với tổng lượng mưa cả đợt lên tới là từ 200 đến 300mm, có nơi trên 350mm. Các nơi khác phổ biến là từ 100 đến 200mm. Trong cơn mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì cũng sẽ có mưa dông nhiều trong đêm nay và sáng mai. Cảnh báo sẽ có nơi mưa vừa và nơi mưa to thuộc khu vực màu xanh đậm này. Nguy cơ cao gió giật và sấm sét đi kèm trong cơn dông. Còn đối với thời tiết Bắc Bộ, ngày mai nắng sẽ là trạng thái chủ đạo. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và hầu khắp các tỉnh thành khác là từ 31 đến 35 độ, cảm giác hơi nóng về ban trưa hay là đầu giờ chiều. Cục bộ một số nơi cũng sẽ có mưa dông, nhưng là về tối và cũng sẽ kết thúc rất nhanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Sau đây là một số những thông tin thời tiết tại các vùng khác trên cả nước.